cha, thầy Ngạc Sơ cùng với cô và anh chị em mình. Ngay từ cuối tháng, giữa tháng 11, khi mà đài Post 103.5 mở nhạc Giáng sinh, và cũng thời gian đó Costco nó mở ra cái nhà hàng Giáng sinh cộng với phía sau Post Plaza để là Christmas Decoration, thì mọi người chúng ta đôi khi cũng hơi hấp tấp, tại vì họ làm mình nôn, cho nên mình muốn Giáng sinh đến để chúng ta chúc cho nhau chúc mừng Giáng sinh. Nhưng đối với sự hối hả như vậy, giáo hội có 4 tuần mùa vọng để chúng ta nhỏ mình đón Chúa. Và ngày hôm nay trong thánh lễ trọng thể này, chúng ta có thể nói với nhau một cách đúng thời gian và không hấp tấp: chúc mừng Giáng sinh. Sở dĩ con nhắc đến sự hấp tấp và sự chậm rãi của giáo hội là tại vì đôi khi chúng ta trong những thánh lễ Giáng sinh, các bài đọc rất là hay, và đôi khi chúng ta dành thời gian nhiều cho Chúa Giêsu, cho Đức Mẹ, các thánh thiên thần, những người chăn cừu, và cuối cùng mới là ông thánh Giuse. Ông không nói một lời nào cả. Thành ra đối với bài tin mừng ngày hôm nay, con xin được chú trọng vào ông thánh Giuse với một đặc điểm của ông là sự chậm rãi với ý tốt. Và con sẽ trình bày trong 3 bước. Bước thứ nhất qua Kinh Thánh để chúng ta thấy ông thánh Giuse chậm rãi như thế nào với việc Chúa Giáng sinh. Bước thứ hai bao gồm với những sự như vậy, chúng ta học được điều nơi Ngài. Và bước cuối cùng, bước thứ ba, sự chậm rãi trong ý tốt của ông thánh Giuse có liên quan đến chúng ta hay không, những người Công giáo trong thế kỷ thứ 21. Bước thứ nhất, Kinh Thánh. Chúng ta đã quá quen thuộc với việc và ngay trước thánh lễ có một hoạt cảnh là kinh truyền tin Đức Mẹ mang thai kể ông thánh Giuse nghe. Chúng ta đọc như vậy, chúng ta có thể để chúng ta vô con người của Ngài coi có hấp tấp không. Chắc chắn là hấp tấp, không xỉu là may rồi. Không những vậy, đang nói không như vậy, nhưng Kinh Thánh nói rõ Giuse là bạn, là người công chính. Hai từ đó khác nhau rất rõ. Con nói như vậy không phải là chê bai bản dịch tiếng Việt nha. Nhưng so với những từ ngữ chính như vậy, chúng ta thấy được nơi Ngài là gì? Một người công chính và một người hành động chậm rãi để đến quyết định của Ngài. Chính mà ông định tâm ông làm như vậy rồi. Quý vị hỏi tại sao nó quan trọng đến việc Chúa Giêsu giáng trần? Tại vì khi ông đang suy nghĩ về việc rời bỏ bà Đức Mẹ Maria, thì thiên thần hiện đến với ông trong giấc mơ. Vì ông chậm rãi với ý tốt trong suy nghĩ hành động của mình, Chúa có thời gian để can thiệp, để ông hành động một cách xứng đáng, để cho Đức Mẹ xin hạ Chúa một cách dễ dàng hơn, để Chúa, việc Chúa chào đời nó đã khó khăn rồi, nó không thể khó khăn nữa. Sự chậm rãi trong cách suy nghĩ của ông thánh Giuse tạo điều kiện cho Chúa, không những Chúa xuống thế làm người, mà Chúa còn đến với ông và từ ông đến với Đức Mẹ. Bước thứ hai, sau Kinh Thánh, quý vị hỏi, chúng ta học gì nơi Ngài? Chúng ta đang trong bầu khí Giáng sinh. Chúc mừng Giáng sinh anh chị nhé. Sẵn tiện chúc năm mới luôn để năm mới khỏi gọi. Chúc mừng Giáng sinh nhé. Chúc mừng Giáng sinh. Merry Christmas, Happy New Year. Đôi khi chúng ta nói rất là lẽ, nhưng đôi khi chúng ta sống cuộc sống, chúng ta có ý tốt như những gì chúng ta chúc cho nhau, và chậm rãi với cái ý tốt đó để hành động như thế nào, để mang Chúa đến cho nhau hay không, để Chúa xuống thế làm người. Chúa đã xuống thế làm người 2000 năm rồi, và Ngài vẫn xuống trong mỗi thánh lễ qua các bí tích. Nhưng chúng ta có chậm rãi với ý tốt để những cái bí tích, những ân sủng bí tích đến với chúng ta
để những ân sủng đó can thiệp vào có đôi khi những ý xấu chúng ta đang có. Chúng ta học được ông Thánh Giuse là chậm rãi trong cách suy nghĩ và hành động với đầy ý tốt, để ân sủng Thiên Chúa có dịp, có thời gian đến giúp chúng ta hành sự tốt, mang niềm vui đến cho mọi người. Và bước thứ ba có ý nghĩa gì với những người Công giáo thế kỷ thứ 21? Rất là dễ đối với những người Công giáo chúng ta cuốn theo chiều gió của đời, hấp tấp. Quý vị để ý coi, đôi khi sáng sớm dậy chúng ta chưa kịp nói chuyện với nhau, chúng ta nói chuyện với cái phone rồi. Chúng ta cứ hấp tấp như vậy, cái news feed nó đến constantly, nó đến với chúng ta mỗi ngày, là chúng ta hấp tấp lên. Đi xe không nghe nhạc chịu không được. Đôi khi hành, đôi khi việc đền tội khó khăn nhất là mỗi thân nặng hạnh phúc. Con nói những điều này ra không phải là chỉ trích, nhưng để chia sẻ. Tại vì đôi khi chúng ta hấp tấp như vậy quá, những dịp Chúa đến chúng ta nói mừng Chúa Giáng sinh, mừng anh chị em Giáng sinh nhé, Chúa chúc lành ban ơn nhé. Nhưng mà chúng ta có dùng là công cụ của Chúa để ban ơn đến cho người ta hay không? Hay chúng ta chỉ nói rồi chúng ta hành động cách chúng ta đã định tâm rồi, chứ chúng ta không đang suy nghĩ và soi xét. Mừng Chúa Giáng sinh, chúc mừng năm mới. We wish you a Merry Christmas. Nghe rất dễ, nhưng đôi khi chúng ta hỏi tại sao Chúa suốt 2000 năm và trong giáo hội bây giờ vẫn còn những điểm yếu đuối, vẫn còn nhiều tội lỗi. Chúa luôn luôn ban ơn, nhưng Chúa luôn đòi hỏi sự hợp tác của chúng ta, và sự hợp tác một cách cụ thể nhất là chúng ta có ý tốt với nhau trước đã, rồi suy nghĩ một cách từ từ. Cái này không phải là being slow, nhưng chúng ta để thời gian cho Chúa hành động. Ước chi hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu Giáng Trần nhắc nhở chúng ta việc Chúa xuống, nhắc nhở chúng ta những hành động thầm lặng của Thánh Giuse nhưng đầy gương mẫu, để chúng ta học nơi Ngài, để chúng ta mang đến Chúa cho nhau, để chúng ta chậm rãi trong lời nói cũng như những việc làm, chúng ta để ý hơn cho nhau. Qua như thế, Thiên Chúa không chỉ đến ở trong những phục vụ, đến trong những hình thức bên ngoài, đến những món quà chúng ta giao cho nhau, nhưng thực sự đến và sự thực thay đổi. I think we do a bit of justice if I say a few words in English. The exact word for today is, the key word for today is from Saint Joseph, to consider. He did not make up his mind, but he considered, and in doing so, he allowed God to intervene. That comes also from his good intention, since he was a righteous man. May we learn from him. It's not about being slow. It is not about being coward. It's not about being weak. But is it being about Catholic, that we have good intention for each other? We pause our intentions and we ask God to intervene. From and added by the grace of the sacrament, we become, not only we celebrate God's coming to earth in a human form, but we continue to be the human instruments of God to all the people.